Sân khấu hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi nghệ sĩ vừa hát vừa múa mà quý vị rất chú ý. Thưa quý vị, phần trình diễn của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Hưng. Quý vị vừa thưởng thức phần trình diễn của Nguyễn Hưng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên qua nhạc điệu Mambo với bản nhạc Người Xa Người của Trần Thiện Thanh. Thưa quý vị, vào đầu thập niên 80, có một nữ ca sĩ nổi bật. Vào cái thời mà những buổi văn nghệ cũng như những buổi dạ vũ ở khắp nơi chỉ đòi hỏi sự hiện diện có một ca sĩ, thì bất cứ buổi nào cô điêu lưu diễn đều đạt số khách kỷ lục. Người ta yêu tiếng hát ngọt dịu của cô, người ta cũng yêu dáng dấp rất yêu kiều của cô. Hôm nay, Paris by Night.